dỡ phần ra, bốc ướt các bác ạ. Đấy, phần đây, phần này thì vải có tốt không các bác, quả có to bằng cái bát không. Bón phân kết hợp với cả cái phân trường thời xưa nữa nhé. Vải ra từ thân này, để trong thân ra đây các bác. Đấy, hoa đây. Này. Phân này là phân hữu cơ các bác nhé, hữu cơ vi sinh. Mỗi cây này khoảng tạo cho tầm khoảng em bón khoảng tầm 5 cân thôi. Sang bên này bón bên này này. Đấy, sang bên này. Ở, bón loanh quanh ở gốc. Đấy, kết hợp với cả trước đây là đổ phân gà. Em để nguyên ở xưa và cũng gọi là mỗi gốc được một bao thôi, nhưng mà nó cũng trôi, nó vãi từ, tóm lại là nó trôi, nó mưa từ lâu rồi cơ, từ trước rồi cơ, nhưng mà giờ chắc vẫn còn ít chất nữa. Đây. Đây, phân gà đây. Đây, để cho nó ăn nhé. Sau đó là chiều thì em sẽ tưới nước nhé. Hoặc là đang dự báo đón mưa ấy, đón là xem là hôm nay ngày mai có mưa không ấy. Đây thì không biết là phân này có tốt không các bác. Thực ra là phần nào thì cũng thế thôi các bác nhỉ, phần nào cũng tốt, quan trọng là cái liều lượng, cách bón và thời điểm bón. Nhưng mỗi người một kiểu cũng nhỉ. Có nhà thì bón trước lâu rồi, bón cả thời điểm mà đang bắt đầu nhú hoa cơ. Còn như em thì giờ mới bón các bác nhé, cuối tháng giêng rồi, 2-3 tháng chạp đấy. Đây, hoa đây. Nói chung là còn lâu mới nở các bác. Vải ở những cây trong này thì em cũng để nó lôm côm lắm. Hoa. Sáng tưởng mưa giờ lại nắng. Chắc là không, chắc là phải bơm nước rồi các bác ạ. Đây, những cái cành ở trong thân đây các bác. Đây là những cái cành tàu ở tàu phấn này, hay là vải thanh hà này. Đây. Đây thì về cái tốc độ bón phân ấy thì cái phân này, phân này là cái phân mà nó gọi là phân hữu cơ, phân mà cây nó không phải, tóm lại là không phải chuyển hóa mà nó ăn trực tiếp luôn các bác nhé, rất là tiện và rất là thích luôn đấy. Tuy rằng là nó rất là rẻ các bác, cây phân này có 5.000 cân, 5.000 đồng một cân này. Nên là nhiều bác ở chỗ nhà em này thì bón phân nó rơi vào 18-20 một cân cơ. Đấy, tùy từng loại, tùy từng nhà. Cơ bản là theo thói quen thôi. Kết hợp với cả phân chuồng nữa. Chắc là quả nó phải to bằng cái bát đấy các bác nhỉ. Năm nay mà quả mà không to thì lại không bán được. Chỉ lo thế thôi, nên là nhà bác nào có hai cái tâm lý như này các bác này. Đó là một là không chăm thì không bán được. Đấy, không chăm không bán được. Thứ hai là chăm thì lại mất tiền. Đấy, kiểu chăm vào thì mất đầu tư vào, mất ra tiền chục triệu đấy các bác ạ. Phân do thuốc sâu này. Thứ hai là có cái tâm lý là Covid ấy. Covid thì sợ là không buôn bán, không lưu thông được. Mà hàng này thì chủ yếu là đi Trung Quốc các bác nhé. Hàng này là chủ yếu là đi Trung Quốc thôi. Đấy. Nên nếu mà Trung Quốc mà không sang được ấy thì lưu thông ở trong nước nó rất là kém và giá cả nó tương đối là bấp bênh. Đấy, nó như vậy. Mà bán vải thì rất là khổ. Chỉ trong vòng 20 ngày thôi mà không bán được là nó thối, nó rụng, nó không phải kéo dài như vụ táo của anh em chúng em đâu. Đấy, mà nó nắng nôi nó vất vả lắm. Nên là có rất nhiều cái tâm lý, một là tâm lý là chăm ít ít, chăm cầm chừng đúng không nhỉ, chăm cầm chừng rồi thì chờ đợi. Đấy, nhưng mà ở cái góc độ tốc độ là nếu giả sử mà cầm chừng mà quả không to thì cũng không bán được các bác ạ. Đấy, nó lại là như vậy. Nên là
có rất nhiều cái cách, rất nhiều cái bài và rất nhiều cái cách tính của nông dân đấy, okay, như anh em chúng em đấy. Rồi một là như em nhắc lại, một là trăm mà không bán được thì cũng chết đấy, trăm mà không bán được là ra khoản nợ đấy nhé các bác nhé. Thứ hai nữa là không trăm mà đến khi mà quả người ta mà to, quả mình mà nhỏ mà thì mình cũng không bán được đấy, nó cũng lại là như thế nữa đấy, rất nhiều kiểu. Đầu tư thì bao giờ làm cái gì cũng phải đầu tư rồi, làm nông nghiệp bây giờ cũng phải thế các bác ạ, đầu tư về công sức, phân do, kỹ thuật, cái việc chăm chỉ là ai cũng có rồi, ai cũng chăm chỉ rồi đấy, nên là cái việc mà đầu tư về phân do, thuốc sâu là ra tiền chục triệu chứ không ít đâu. Chỗ này cây bưởi của em đẻ to quá các bác ạ, bưởi da xanh da xanh, quả rụng ở gốc kín hết rồi. Thực sự là đang để dày quá các bác, lẽ ra là chặt bưởi đi nhưng mà thôi thì cứ kệ nó, để thế nào cứ được bằng nào ăn bằng đấy thôi, cũng hơi ớm ấy. Đấy thì thôi các bác nhé, chúc các bác chăm sóc vải gọi là đạt cái mức yêu cầu của mình nhé. Còn với góc độ của em thì em vẫn đang gọi là cầm chừng đấy các bác ạ, cứ cầm chừng thôi, cứ vừa vừa thôi, không mặn quá và cũng không để nhạt quá thôi. Thuốc cũng phun thuốc rẻ, phân cũng bón phân rẻ. Bây giờ đến hôm nay thì lên vườn cảm thấy là rất nhiều cái con muỗi nó bay rồi. Bướm bay, muỗi bay này là một cái lớp sâu mới nở nhé. Các bác nhớ là thăm vườn đều đặn nhé. Cái lớp muỗi, cái bướm nhỏ bay. Đây đây, đây đây, bay li ti này. Đây, rất nhiều luôn rồi nhé. Đây, đây, ở đầu hoa này. Nhìn rất kỹ. Đây các bác nhìn thấy. Đấy. Đấy, bướm bay rất li ti luôn. Loại đấy nó nở sâu cực nhiều đây. Đây, đây. Ở đầu hoa các bác nhìn này, đấy, 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 đây. Đấy nên các bác để ý thăm vườn nhé. Chắc chỉ khoảng tầm trước hoa nở này có khi lại phải phun lại một lần nữa rồi. Bay rất nhiều luôn. Ấm trời ấm nở sâu ra và nó cắn cực kỳ nhanh và bệnh phát triển cực kỳ nhiều. Nên là nhớ là thăm vườn, thăm tược đều đặn một chút nhé. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em lại tiếp tục bón công việc bón phân đây. Bốc phân các bác ạ. Lẽ ra phải có găng tay nhưng mà mình làm găng tay không quen đâu các bác ạ. Thực sự là như nông dân anh em chúng em, găng tay nó không quen lắm đâu. Nên cứ toàn tay trần hết rồi về rửa đi là ok thôi nhá. Thôi xin chào và gặp lại các bác. Chúc bác sức khỏe tràn đầy niềm vui. Hẹn gặp lại các bác ở các video clip tiếp theo. Chúc bác được mùa được giá, chăm vải ok nhé.